Xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ gọi là cảnh báo cho anh em đến với một thằng rẻ rách nhất CO3 nha. Thì thằng này về xài Facebook clone là Phương Hoàng, tên thật là Nguyễn Khánh Tâm nha. Thằng này đã scam bên mình 1M nha anh em. Đây là anh em chú ý cẩn thận nha. Thằng này nó hay đi sang các server khác nó la liếm đấy. Hình thức lừa đảo của thằng này là nó sẽ nhận làm free cho anh em này, hoặc là nó sẽ nhận làm với giá cực rẻ. Nó vừa bú được tiền và nó vừa bú được leak nha anh em. Anh em cẩn thận nha. Ok, ở đầu video thì tôi xin phép quảng cáo mấy giây nha. Anh em nào chơi Ngọc Rồng Online thì vô cái group của tôi nha anh em. Group của tôi đặt ở dưới phần mô tả của video nha. Ok, thank you anh em. Mời anh em xem video chính nha. Ok, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Đầu video mình xin chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Thì là từ đầu video mình xin phép anh em là mình cho mình làm tí đỏ đen đã. Đỏ đen ở đây không phải là đánh tài xỉu hay chắn lẻ nha anh em, mà tôi đập đồ. Thì đập đồ này thì tôi hay gọi là đỏ đen anh em ạ. Ok, thì với hit đầu tiên lên 1 sao tôi đã đập lên nha. Thì cái clip hôm nay ấy, là cái clip đi săn boss đúng không? Thì tôi phải làm cái nhẫn này để tôi đá chí mạng cho nhanh anh em ạ. Thế là tôi phải đập cái đồ này lên. Ôi, anh em thấy không? Tôi đập lên 4 sao nha. Thì tôi chuẩn bị có 75 triệu vàng thôi. Ôi, đập luôn cái găng lên 5 sao này. Không phải là hên đâu anh em ạ, mà do tôi đỏ đấy. Ok, mình đi săn boss nha anh em. Ok anh em ơi, thì hôm nay thì tôi sẽ gọi là bỏ 1 giờ tôi ra, tôi ngồi cho tôi săn boss trong cái map này nha. Cái map sự kiện này 2. Thì săn boss là săn con sen ấy, con sen 100 triệu ấy. Chắc này anh em cũng biết hết rồi. Thì hôm nay tôi sẽ bỏ thời gian tôi săn mà nó được những cái gì nha. Thì mới đầu thì tôi gọi là bật auto ăn cuồng nộ này, ăn item mà. Ăn thức ăn này, ăn mấy cái item kia tăng sức đánh vào săn cho nó nhanh nha anh em. Ok, mình vào map nha. Thì tôi sẽ gọi là để một cái gọi là số boss hạ gục ở đây. Đấy, tôi sẽ săn được con nào tôi sẽ săn. Đấy, tôi hạ gục một con thì tôi sẽ ghi là 1 này. Đấy, con thứ hai nó nhảy lên 2. Ok chưa? Để xem là mình săn bao nhiêu con thì nó sẽ rơi ra cái item sầu riêng nha. Thì em nếu anh em không biết ấy thì cái item sầu riêng nó khá là ngon. Dành cho những anh em nào mà kiểu như là đi đánh ngọc rồng đen ấy, đấy thì nó khá là ngon. Để tía cho anh em xem. Còn anh em mới đầu anh em thấy cái sầu riêng có 200% phản sát thương đúng không? Nó không ngon đúng không? Tí nữa tôi săn được thì tôi sẽ cho anh em xem biết cái đấy nó ngon như thế nào nha. Ok, thì bây giờ thì mình cứ gọi là chăm chỉ thôi nha. Bây giờ mình săn được 7 con rồi, 8 con. Thì cứ gọi là gần chết thì tôi sẽ cắt cho anh em xem. Đó, thì bao nhiêu con nó sẽ rơi một dây sầu riêng nha. Tỷ lệ nó như thế nào nha. Thì khi mà tôi săn trong đây ấy, tôi thấy đánh chết con quái này ấy, đánh chết con boss này ấy, đến cả tỷ lệ rơi ra vỏ sen nó còn thấp đấy. À không, bao nhiêu nhỉ? Tỷ lệ vỏ sen nó là kiểu như là tầm 80% thôi. Thêm nhiều con nó cũng không rơi vỏ sen nha anh em, chứ không phải là thấp, tôi nói nhầm nha anh em. Như là tôi đã nói ở cái video ở sự kiện review sự kiện này 2, tôi bảo cái map này cực kỳ là vắng luôn. Không có ai chơi luôn, tôi bảo ngay đúng không ai chơi thật. Tôi vào đấy đúng kiểu có tầm tôi thấy có mấy người úp này, thì tôi nghĩ là úp thì chắc là úp vỏ sen rồi, hoặc là anh em nào đệ sơ sinh ấy, tôi thấy anh em đệ sơ sinh ấy thì anh em vào đây anh em úp, tôi thấy nó hợp lý, tiềm năng nó cao hơn ở ngoài thì hợp lý hơn. Còn là cũng có mấy người đi săn con sen này như tôi này, tôi thấy có được 1-2 người ấy, thì tôi vào đây tôi gọi là săn để làm cho cái video để cho anh em xem là vào trong cái map này anh em săn em sẽ được những cái gì nha. Thì trên diễn đàn ấy thì AD có ghi là săn con này được xác sen này, được sầu riêng này, cả may mắn thì sẽ nhận được một món kích hoạt. Tôi thì tôi không biết là cái món kích hoạt của AD nó là set Son Goku hay là set Gohan nữa. Nhưng mà nếu là set Gohan ấy thì thôi, mình săn làm gì. Mà tôi vẫn chưa thấy anh em nào săn ở đây được một cái set Gohan đấy nhá. Anh em nào gọi là săn được ở đây rồi thì gọi là cho tôi biết một phát. Chứ tôi thấy quả tỷ lệ ở đây chắc nó là 0,001% đấy. Thì nó mới rơi ra đồ kích hoạt nha anh em. À đều nha anh em. Thì đây tôi đã săn được một cái quả sầu riêng rồi nha anh em. Thì anh em nhìn số boss tôi hạ gục này. Tôi giết 25 con boss là nó sẽ rơi ra qua quả sầu riêng này nha. Thì tôi cắn thêm cái cỏ nữa thì là 50 con nha. Thì 50 con sẽ rơi ra một quả sầu riêng. Thì tôi cũng không biết là tỷ lệ đấy có đúng không. Thì tôi săn nó thế anh em ạ. Ok. Thì cỏ này thì AD bảo là
khi mà mình ăn vào nó tăng 100% may mắn, thì có nghĩa là 100% may mắn có nghĩa là ở đây là khi mà anh em giết một con boss nó sẽ gọi là quay gian doom, một cái là đồ, một cái là không vào đồ đấy, thì nó sẽ gọi là quay một lần này. Nó ví dụ nó quay một lần không vào đồ đúng không, thì mình cắn cổ ai thì mình sẽ có thêm một lần quay nữa, mình sẽ lại có một lần quay nữa là khả năng là nó lại vào đồ hoặc là không vào đồ đấy. Có vẻ là tôi nói khá là khó hiểu anh em ạ, nhưng mà tóm lại là nói chung là như này, là anh em giết chết một con boss sen này có nghĩa là khi mà anh em cắn cổ ai là bằng anh em giết hai con boss sen. Thế thì nói chung là tôi vừa giết 25 con thì nó là 50 con, được chưa? Ok, thì rơi một được một quả sầu riêng, 50 con là một quả sầu riêng. Thì tôi thấy tôi săn trên điện thoại này nó gọi là tôi đổi khu bằng tay nó khá là mệt anh em ạ. Xong là tôi còn phải cắt nữa. Thế nên là để tôi săn nốt cái turn này nha. Xong rồi tôi sẽ lên máy tính tôi săn. Thì ở trên cái bản máy tính của tôi ấy, nó là bản mod, nó hỗ trợ khá là nhiều chức năng nha anh em. Săn boss cho nó nhàn hơn anh em ạ, đỡ phải khổ làm gì. Vì tôi giết được 35 con rồi nha, 35 con là 70, cắn cỏ là 70 con. Thì tôi đã hết cỏ nha, hết cỏ là 30 phút đấy, 30 phút một cái cỏ mà. Thì đây, tiếp theo tôi sẽ cho lên bản mod này tôi săn nha. Thì có nhiều anh em hỏi tôi là bản mod này thì ở đâu, thì anh em nhìn cái logo đấy thì biết cái logo của là Thanh LC, thì anh em lên web anh em à lên Google anh em gõ chữ Thanh LC.com là nó sẽ ra cái trang web của ông ấy. Thì trang web của ông ấy thì ông ấy có để cái link Facebook và link Zalo, à cái Zalo ở ngay đầu tiên ấy, thì anh em ấn vào anh em nhìn thấy ngay. Anh em nhìn thấy anh em tìm Facebook hay tìm Zalo thì liên hệ cho ông ấy, thì anh em mà muốn xài thì liên hệ cho ông ấy mua. Còn về cái bản mod này của tôi thì tôi bỏ tiền ra tôi mua nha anh em, thế nên là không có gọi là share được, vì nó có một cái cây riêng ấy, một cái key riêng ấy, đấy là chỉ có một mình xài thôi. Ok nhá. Còn là anh em nào muốn xài free ấy thì tôi thấy ông trên web của ông ấy có một cái bản free đó và một bản mất phí, thì anh em tôi nghĩ là nên nếu mà muốn ngon thì xài mất phí, còn xài free thì anh em tự mò nhé. Đấy, thay nhà c.com. Thì trên cái bản mod này ấy, thì tôi gọi là săn con bot này khá là dễ nha anh em. Bởi vì nó có một sẵn một cái gọi là một cái phím tắt. Anh em chỉ cần ấn một cái phím đấy, anh em phần ấn cái phím ấy đúng không, thì nó sẽ tự nhảy nhảy khu. Ví dụ anh em đang ở khu 29 đúng không? Anh em ấn một cái phím đấy thì nó nhảy đến khu 30. Đấy, xong rồi anh em lại ấn phím nó nhảy đến khu 31. Đấy. Nó khá là ấy, nó khá là nhanh. Thì đỡ phải ấn vào chat xong mà chat chữ K 30 thì nó mới chuyển đến khu 30. Nha, tôi thấy nó hơi bị mất thời gian. Nên là tôi xài bản mod này cho nó nhanh anh em ạ. Ok nha. Thì tôi săn này tôi sẽ không cắt nha anh em, anh em xem đấy. Thì tôi gọi là chỉ là để cho nó tốc độ nhanh hơn xíu thôi. Mấy cả là cái ở đây tôi sẽ không để số boss hạ gục nữa nha anh em, vì tôi không cắt mà. Anh em có thể gọi là xem được là tôi đấm chết bao nhiêu con boss rồi. Ok, thì mỗi con boss này cũng 100 triệu thôi, thì tôi thì đá cao ken cũng được 4 triệu. Đây rồi. Thì cái tỷ lệ rơi sầu riêng ở đây thì tôi săn thì nó khá là ít nha anh em, rơi khá là ít, nhưng mà cái sầu riêng nó khá là ngon anh em ạ. Nó có bao nhiêu nhỉ, 20% phản sát thương này, 15% sát thương chuẩn. Đấy, cái sát thương chuẩn ở đây là nó có thể xuyên ở xét giáp. Đấy, là khi mà bom ấy thì anh em cắn cái đấy vào ấy thì anh em bom nó sẽ là xuyên xét giáp luôn đó. Ví dụ là anh em cầm 7 con bom mà anh em bom mà cắn cái sầu riêng ấy, thì chắc chắn trong đấy có sẽ có một con nó gọi là thủng luôn, nó gọi là xuyên ra xét giáp. Ví dụ anh em đeo sát B 800 triệu đúng không, thì anh em bom là 800 triệu vào xét giáp luôn đó. Nên là cái item này nó khá là ngon đối với mấy anh em đánh hộp dùng đen. Kiểu như là bây giờ anh em nào mà muốn làm giàu ấy thì tôi nghĩ là anh em nên đi săn con này, săn con boss này, săn đi sầu riêng ấy, xong là anh em bán. Thì khi mà người ta đánh hộp dùng đen ấy, người ta rất là cần cái sát thương chuẩn này xuyên giáp mà nha. Thì anh em cứ gọi là đi săn con này xong mà anh em đem bán với giá ok là sẽ có người mua đâu nha anh em. Bên CO3 tôi thì ít đánh hộp dùng đen lắm, nên là săn cái này bán thì nó cũng ít người mua, nhưng mà có thì có người mua nhưng mà ít ấy. Nhưng mà tôi thấy kiểu anh em nào mà bên server 2 ấy, anh em nên đi săn cái này nha. Anh em săn xong là anh em ký ở cửa hàng hoặc là anh em bán qua ATM ấy, tôi đảm bảo là có người mua nha anh em. Bởi vì tôi thấy bên server 2 đánh ngọc dùng đen khá là nhiều. Nhiều lúc tôi còn đi hóng ngọc dùng đen bên server 2 mà. Tôi hóng xem là mấy ông đánh như nào, trông đánh ghê á. Hai xác lá pan bom vẫn bay màu, đỉnh thật. Ok, thì tôi gọi là nói thế thôi chứ anh em nào mà xem vừa làm mà kiểu hay đánh ngọc dùng đen ấy, mà anh em thấy mà đánh ngọc dùng đen nhiều ấy, thì anh em nên đi săn và ký ở cửa hàng, kiểu gì cũng họ cũng mua.
Đó anh em ạ, làm giàu không khó. Thì tôi săn một tiếng này thì tôi gọi là được bao nhiêu cái thì tôi sẽ cất đi nha anh em. Khi nào mà có cần gì dùng đến thì tôi sẽ nuôi cái này ra tôi dùng. Ok anh em ơi, thì sao nhỉ? Đến cái hành trình cắt bố của tôi thì tôi đang phân vân giữa cái sự lựa chọn là bây giờ tôi đi úp sư phụ sức mạnh hay là tôi đi úp gia đát anh em ạ. Bởi vì tôi có một cái thủ thuật về gia đát khá là ngon nên là tôi đang suy nghĩ là tôi có nên share cho anh em không. Cái đấy nó tôi sợ share ra sợ nó fit ấy, nên là sợ AD fit ấy. Cái thủ thuật mà đấy thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến game đâu, nó gọi là chỉ có lợi cho anh em hơn về một xíu không đó. Thì chắc là video sau tôi sẽ hướng dẫn anh em cách úp gia đát đi đấy, để cho anh em có được một cái gia đát nha. Nó gọi là nếu mà anh em nào có link VIP ấy thì tôi sẽ gọi là chỉ anh em luôn cách cách cái gì nhỉ, cách ôm gia đát nha. Còn là anh em nào có link cồi thì cũng được, thì mình sẽ gọi là săn lâu hơn một tí thôi nhưng mà vẫn sẽ có thôi nha anh em. Thì cái hành trình cắt bố của tôi ấy, thì mấy anh em cày chung với nhau thì có ông lên 1 tỷ, có ông lên 2 tỷ rồi, còn đa phần là mấy ông 200 triệu. Nên là nếu mà anh em nào bây giờ mà muốn chơi vào thì vẫn kịp nha, anh em chỉ cần lập nick anh em mua bộ 1 sao đấy xong em bước lên 200 triệu là bằng mấy anh em kia ngay. Ở CO3 tôi ấy nó có một cái tool, tôi không biết là cái tool ở đầu làng, cái tool nó đánh cái con gì nhỉ, ở map đồi hoang ấy đấy, nó cứ đánh ở đấy làm cái gì tôi không biết. À hình như là nó úp đồ sao hay sao anh em ạ, thì tôi thấy nó đánh rơi ra đồ nó còn chả nhặt cơ, nên là tôi chả biết nó úp cái gì. Thì anh em mới có mấy anh em mới lập đích tạo lại, anh em bảo là làm cái nhiệm vụ đùi gà bên CO3 mất 2 tiếng. Sợ. Game thế nó mới khó anh em ạ, chứ không bao giờ chứ làm dễ quá bây giờ nó lại ấy, nó lại khó ra. Thì đấy anh em nào chơi hành trình với tôi thì mới đầu cũng phải qua cái nhiệm vụ đùi gà 2 tiếng nha. Làm nhặt 10 cái đùi gà thôi nhưng mà kiểu như là ngồi làm được khá là lâu. Nhưng mà vẫn có mấy anh em kiên trì làm qua nha, đỉnh phết. Không hiểu sao cái tool của nó cay hết nhanh rồi, nó đấm quái nhanh rồi nhanh. Thế mà mấy ông vẫn làm được. Giỏi. Ok vào cái chuyên mục chính là săn bot ngày hôm nay nha. Thì đây, tôi vẫn gọi là săn bot chăm chỉ cho anh em xem. Săn con xin hoàn thiện 100 triệu máu. Đấy, Kame thì được 22 3 triệu, còn Kaioken thì đã được chí mạng lên 4 triệu ấy, anh em thấy không? Vừa rớt một mũi sầu riêng. Bú bú. À, anh em cho tôi quảng cáo mấy giây nha. Anh em nào có nhu cầu mua vàng, giờ vàng tôi phải bán X11 đi, X11 trên bên CL3. Ngọc thì X10 nha anh em. Và tôi có nhận úp gia đát này, úp gia đát 50k này, làm đệ tử sơ sinh 20k này, kéo khí ga 110 mới giá là 30k này. Đó, sao? Anh em nào muốn có cái trang mắc game thì cứ gọi là nhắn tin cho tôi nha. Giá thế là quá là rẻ rồi. Ok nha, thank you anh em rất là nhiều luôn. À đấy, anh em xem đến đây rồi thì thôi, mình kéo mình cho nhau xin một like, một subscribe để cho kênh tôi nó phát triển một tí. Nào, chẳng may ăn xin được AD cái danh hiệu KOL Ngọc Rồng. Tôi thấy cái danh hiệu KOL nó full chín rồi đấy. Toàn chín thôi, 9 HP, 9 sức đánh và 9 cây. Trông nó cũng khá là ngon nha anh em ạ. Ngon ở đây là ngon là cái HP nha, còn cái sức đánh ấy thì tôi thấy danh hiệu kẻ thao túng sói nó ngon hơn. Thì anh em thấy arc tôi ấy thì arc tôi có kẻ thao túng sói mà, nên là tôi cũng không cần cái danh hiệu KOL cho cái arc này, tôi cần cái arc cho arc xây ra thôi. Nên là anh em gọi là đăng ký ủng hộ tôi phát để tôi lấy cái danh hiệu phát, để lấy 9% HP phát cho lỗ ai. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. À ở bên CO3 này anh em nào mà cần làm danh hiệu ấy, danh hiệu kẻ thao túng sói này bị móc sạch túi này thì anh em cứ nhắn tin tôi nhá, tôi cũng có nhận làm nha anh em. Mấy cái này đơn giản mà anh em, tôi săn mấy cái này đơn giản lắm, làm dễ. À dạo gần đây thì tôi lướt trên YouTube ấy thì tôi thấy kiểu nhiều anh em cũng làm về Ngọc Rồng Online phết. Tôi lướt thấy nhiều người ra video ấy, thì hôm qua hay hôm kia ấy thì tôi có ngồi lướt trên YouTube ấy, tôi thấy có quả có ông nào làm quả content là như này này. Tôi thì tôi không nhớ rõ cái tít le của nó là cái gì nhưng mà tôi nhớ đại loại nó là lừa đảo một thằng trong game để lấy tiền nạp vào NRO. Sợ. Mẹ đúng quả content chúa luôn, vua luôn anh em ạ. À, tôi đọc cái đấy buồn cười chứ tôi thì tôi chưa xem nhưng mà lúc ấy là tôi thấy là lúc cái view nó chưa đến 100 người xem nhưng mà tôi nghĩ là cái video ấy sẽ nhiều người xem anh em ạ. Content hay, nhiều anh em làm quả content hay phết nhưng mà ít người xem ấy. Nên là anh em có thấy anh em nào mà làm YouTube đây thì cũng vào
ủng hộ người ta một xíu. Và nếu mà anh em nào chơi ngọc rồng ấy, còn anh em nào mà chơi bên ngọc rồng lậu thì chắc là đi quay lậu rồi. Thì anh em nào thấy cái con game ngọc rồng online này gọi là hay thì anh em nào chơi bên lậu thì tôi nghĩ là nên quay lại quả game để chơi, bởi vì bây giờ AD nó update khá là nhiều anh em ạ, nên chơi quay lại chơi cho nó hợp lý hơn, đúng với tuổi thơ hơn, chứ chơi quả con game ngọc rồng lậu tôi thấy nó bị lạm phát đi, nên là chơi nó nhanh vip cày trông chán lắm anh em ạ. Anh em nào chơi ngọc rồng lậu thì thôi bỏ đi về chơi ngọc rồng chính với tôi, cày hành trình các bố với tôi nha, hợp lý, cực kỳ hợp lý luôn. Trong bốc của tôi ấy, bốc Zalo thì cũng có mấy ông từ ngọc rồng lậu về nha, tôi kéo cũng được phải được 3-4 ông về từ ngọc rồng lậu ấy, còn là mấy ông mà kiểu nghỉ game lâu ấy cũng vào chơi, gọi là anh em chơi vui vẻ với nhau thôi. Cũng gọi là gần hết video rồi ấy, thì tôi gọi là ngồi tâm sự với anh em một xíu là thì cái kênh của tôi dạo này nó bị phát triển ấy, thế nên là nhiều bên ngọc rồng lậu gọi là sao nhỉ, gọi là nhắn tin gạ qua tôi bảo không, tôi không qua đâu, tôi gọi là cắm cái thân xác này ở ngọc rồng online này nha, tôi là tôi cống hiến hết hết mình luôn về cái vì cái con game này nha, bởi vì nó là một cái phần tuổi thơ cũng khá là sâu đối với tôi ấy. Tôi chơi cái con game này từ năm lớp 6, mà cái thời đấy mà tôi có dùng cái điện thoại bàn phím, xong là không bắt được wifi nha anh em, phải đăng ký mạng đấy, đăng ký mạng, mà cái thời đấy nhá, đăng ký mạng tôi không đăng ký theo tháng đâu anh em ạ, tôi lạp 50 vào tôi cứ để tôi chơi rồi đấy, không phải đăng ký mạng, gọi là chỉ lạp vào để cho nó lên 3G để mình chơi thôi. Lúc đấy kiểu mình VIP Pro á, xong là được một thời gian thế bắt đầu mình có tiền mình mua điện thoại, bắt được wifi, thế là mình đi bắt wifi mình chơi, cái thời đấy rất là vui, nên là bây giờ tôi vẫn nhớ cái thời đấy, nên là bây giờ tôi vẫn chơi và cũng lập ra một cái hành trình chơi cùng anh em, thì để cho gọi là lấy lại cái niềm vui của ngày xưa thôi. Ok anh em ơi, thì sau một tiếng dòng dọc săn con bot kia thì đây thành quả của tôi đây, một tiếng tôi cắn cả cỏ nha anh em, được 11 cái sầu riêng, và đấy trong 10 phút thì anh em có thể gây được 15% sát thương chuẩn lên người và được x88 vỏ sen bộ hung nha, còn không lỗi x99 ạ, một tiếng không được x99 ạ, trông nó phèn nên là phèn. Ok nha anh em, thì clip của tôi thì đến đây cũng là mắc là quá là dài rồi nha, hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha, bye bye. Cuộc sống.